Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm nay có xây được nhà hay không? Năm nay tôi tuổi này tuổi kia thì có làm được nhà hay không? Hay là hướng nhà tôi như thế này thì có xây được không? Đó là những câu hỏi mà quý anh chị thường xuyên hỏi cũng như là nhờ thầy Gia Cát và được hỗ trợ lý của thầy tư vấn. Sau khi tổng hợp lại toàn bộ những câu hỏi đó thì hôm nay Phong thủy may mắn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý anh chị, đặc biệt là những câu hỏi của các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 về các hung vận khí tương hướng và năm 2020 Canh Tý nên khai sơn lập hướng những phương nào để đón được may mắn tài lộc, giúp cho ngôi nhà của mình đón được cát khí, vượng khí, gia chủ sinh sống trong đó được bình an may mắn, sức khỏe an khang, tài lộc tấn tới. Mệnh chủ tuổi Mão sinh năm 1987, nạp âm ngũ hành là Lư Trung Hỏa, người tuổi này thông minh, ổn định, có phúc. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, Hỏa Thổ tương sinh nên trong năm này do bị tiết bất khí, mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều đến bệnh liên quan đường ruột và tim mạch. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Mão cần chú ý về việc học hành công danh nhiều hơn. Do gặp phải chính tài nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng, hiếu thắng, làm việc tùy hứng nên cần sự hướng dẫn chỉ bảo từ người thân. Nếu vẫn giữ được tính cách như vậy, bạn sẽ không thể có được sự nghiệp vững chắc, không thể thành công. Cùng với đó, trong năm nay, cần hết mình trong mọi việc, vất vả, tiêu hao tiền tài tương đối lớn, công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với thành quả đạt được. Trong cuộc sống và công việc, suy nghĩ của họ không dễ nhận được sự thừa nhận và ủng hộ của những người xung quanh. Khi quyết định một việc lớn, tốt nhất nên hỏi ý kiến những người xung quanh để tránh mắc lầm lỗi và hối hận. Hãy đặt trên bàn làm việc một tháp văn xương để tăng cường văn xương tinh, hóa giải thị phi và tăng cường quan lộc. Nam mệnh 34 tuổi, năm nay gặp kế đô chiếu mệnh, gặp nhiều tình huống bất ngờ, thích hợp cho việc đi xa cầu tài, không nên ở lâu trong nhà. Ngoài ra thì nên quan tâm đến sức khỏe và an toàn của những vật nuôi trong gia đình. Yếu tố đầu tiên trong việc khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ 34 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ sinh năm 87 cần tránh các năm tam tai tị ngọ mùi. Năm nay là năm 2020 Canh Tý, theo cách tính tam tai gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu muốn xây dựng mới, gia chủ tuổi Đinh Mão năm 1987 sẽ có thể đứng ra tự đồng thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Yếu tố quyết định tiếp theo của việc có xây được nhà hay không sẽ là vận của trạch đất nhà mình. Việc tiến hành xây dựng căn nhà sẽ được xây dựng trên trạch đất nhà mình nên việc xét cát hung vượng của trạch đất rất quan trọng. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà, các phong thủy sư hay là thầy phong thủy cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy gọi là các thế sắc loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích các cục căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật, bởi khí là nguyên bản của vạn vật, bởi khí thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết vạn vật chi sinh cầu đạt nhất khí, khí chi bạc ác vạn vật nhược nhất, có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình về thông tin trạch đất của mình. Khi kết hợp với cả hai thông tin trên, các phong thủy sư sẽ đưa ra được thông tin chính xác nhất về trạch đất nhà bạn, cũng như là đưa ra các phương án hỗ trợ tốt nhất về xây dựng cũng như tu tạo sửa chữa cho căn nhà của bạn.
Kết hợp từ hai yếu tố trên, ta sẽ có những trường hợp có thể xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất dấu vận. Sau khi tổng hợp phần thảo luận của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đã thống nhất đưa ra lời khuyên cho quý anh chị là đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Còn trong trường hợp thứ hai, trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận, nếu tuổi đẹp mà đất lại đắc vận hợp long phù long tương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm 5 tháng ngày giờ cát lành phù long tương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành động thổ, tiến hành xây dựng. Ngoài ra thì cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy phù hợp với trạch đất với những người sinh sống trong căn nhà đó. Trường hợp tiếp theo, đất được vận nhưng trạch chủ lại không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường. Tuy nhiên, cần chú ý khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại vượng khí, cát khí may mắn cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát lành, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Còn trong trường hợp cuối cùng, đất không được vận kết hợp với trạch chủ không được tuổi. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Nếu cố tình tiến hành, sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tất cả các thành viên trong nhà. Nhẹ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, nặng thì dẫn tới thất thoát tài lộc, công danh sự nghiệp sa sút. Nếu như trạch đất quá hung họa sẽ dẫn tới tổn thất về nhân đinh. Tiếp theo xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nam mệnh. Với nam mệnh sinh năm 1987 sẽ thuộc cung Tốn Mộc, xét theo cung thì thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên và Bắc là Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch là hướng Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Tây Lục Sát và Tây Nam Ngũ Quỷ. Hướng Bắc bao gồm Ba Sơn Nhâm Tý Quý có giải độ số từ 337,5 đến 22,5 độ. Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà toàn ngọ hướng Tý tọa Phạm Tuế Phá và Tam Sát, hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà toàn Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà toàn Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 87 nam mạng xây nhà và ở hướng này thuộc Đông Tứ Trạch, hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tổng quái là chấn, chủ bí nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty, nhà hàng. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao tam bích chủ bí kiện tụng thị phi tranh chấp trộm cướp sẽ đáo tới phương này nên cần đặc biệt chú ý. Nếu kết hợp với phần hình thế ban đầu xung quanh căn nhà kém hoặc xấu sẽ dẫn tới nguy hại với những người sinh sống làm việc trong căn nhà đó, nhất là những gia chủ đang theo đường quan vận càng cần đặc biệt chú ý. Nếu muốn xây dựng, tu tạo hay là đang sinh hoạt trong căn nhà hướng này, cần hết sức lưu ý đề phòng. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Trường hợp nhà hướng Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Mão sinh năm 87 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất lại xấu vận. Đối với trường hợp này, chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này thì nhẹ ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát, sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 87 đang ở nhà hướng này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình.
Về hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Linh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 sinh nhật Đại Cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được năm tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 87 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch nên hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu. Xúc vận đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Cùng với đó, theo huyền không phi tinh năm nay, sao nhị hắc bệnh phù đang thất lệnh, chủ về bệnh tật tai ách cũng như sức khỏe, có ảnh hưởng không tốt tới gia đạo. Được sự hỗ trợ và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, phong thủy may mắn sẽ đưa ra các phương án hóa giải đối với hướng nhà này như sau. Do nhà hướng Nam kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Mão sinh năm 87 nam mệnh rơi vào trường hợp thứ hai ta đã bàn luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp kết hợp với trạch đất đang đắc vận. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù long thương chủ thì xây dựng không gì cát bằng. Việc cần nhất của trạch chủ là cần tìm năm tháng ngày giờ cát lành phù long thương chủ nhật nguyệt đáo sơn để tiến hành đồng thổ xây dựng. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý trước khi tiến hành xây dựng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đưa ra được bản thiết kế kiến trúc phong thủy hợp lý với trạch đất, với những người sẽ sinh hoạt trong căn nhà đó. Cùng với đó, do đây là hướng tốt phù hợp với tuổi của gia chủ nên theo lưu niên từng năm, khi có các sao tốt đáo tới thì sẽ tốt, cát lành, bình an, phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những hướng này có xấu thì hợp với cái xấu khiến gia đạo không bình an, hung họa khôn lường, nhẹ thì thị phi bùa vây, nặng thì gặp nạn mất máu. Vì vậy, với những hướng nhà hợp với tuổi của gia chủ, thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt đưa ra phương án tối ưu cho gia chủ là sẽ sử dụng bộ chấn trạch hoa mai, chấn sát, kỵ tà, chiêu tài nạp phúc. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất sẽ có giải độ số từ 67 đến 112,5 độ. Những trạch đất hướng này phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên những nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Đối với nam mạng tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch, hợp hướng được diên niên, đây là sao Vũ Quốc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xuất đại vượng, đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Còn trong trường hợp nhà hướng Đông kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Mão sinh năm 87 sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như long sinh bát sát, hoàng tuyền sát, mộ long biến vận sát, ngũ hoàng đại sát có thể sẽ ảnh hưởng tới nhân đình trong nhà. Trong trường hợp mà mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 87 nam mệnh đang ở nhà hướng đông, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách của nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát, hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân có giải độ số từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này sẽ là hướng bán cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được.
nếu xây mới chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Ngoài ra, gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nam mạng xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng và lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tượng với lạc hàm. Chủ về thị phi khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Về hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn Tuất Cản Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi, tọa phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó thiết kế thay đổi làm sẽ cát. Ngoài ra thì gia chủ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia phong thủy để chọn được 5 tháng ngày giờ phù hợp nhất đối với trạch đất cũng như phù hợp với các thành viên sẽ tiến đến cư trú trong căn nhà mình chuẩn bị xây dựng. Nam mệnh tuổi Đinh Mão sinh năm 87 xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này phạm hỏa hại thuộc Tây Tứ Trạch nên sẽ không hợp hướng. Hỏa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tương quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thất lớn, cơ thể suy yếu, nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Về hướng Đông Bắc thì gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Tây Tứ Trạch không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Do nhà hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Mão sinh năm 87 sẽ rơi vào trường hợp thứ 3 ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng sẽ cần chú ý trong khi xây dựng phải mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng. Trong trường hợp này, gia chủ cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại vượng khí, cát lành, giúp những người sống trong nhà bình an, may mắn, tài lộc đến tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng thì gia chủ cần sử dụng các phương án chấn hương trạch đất, giúp ấm long vượng địa mang lại bình an, may mắn, cũng như tài lộc sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh tuổi Đinh Mão sinh năm 87 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp chấn trạch phượng long phù chủ để hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn sát kỵ hung hóa giải thị phi hòa hợp gia đạo. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kim quy chấn giữ tài lộc kỵ tà hóa sát hóa giải thị phi chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông Nam gồm Ba Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020, Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa càn hướng Tốn và tọa hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây chọn vào tháng cát lành, đó là tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát, nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể.
Năm mệnh Đinh Mão sinh năm 1987, xây nhà hoặc ở trong những căn nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam tượng với là Tốn, chủ về khoan dung, nằm dưới coi trọng gia đình, chỉ ra trước rồi mấy bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp nhà hướng này kết hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 87, rơi vào trường hợp thứ nhất trong 4 trường hợp ta đã thảo luận bên trên là trạch chủ có tuổi đẹp nhưng trạch đất xấu vận. Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không nên tiến hành xây dựng. Việc xây dựng trong trường hợp này nhẹ thì ảnh hưởng tới tài lộc sức khỏe của những thành viên ở trong căn nhà, nặng thì ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của căn nhà. Nếu như phạm vào những thế sát lớn như Long Sinh Bát Sát, Hoàng Tuyên Sát, Mộ Long Biến Vận Sát, Ngũ Hoàng Đại Sát sẽ có thể ảnh hưởng tới nhân đinh trong nhà. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 87 đang ở nhà hướng Đông Nam này, cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cửa nhà không hợp hướng với mệnh chủ và làm ấm long vượng địa, hóa giải xung sát hòa hợp gia đạo cho gia đình nhà mình. Về hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì chọn vào tháng 9 và tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nam mệnh xây nhà hoặc ở trong căn nhà có hướng này sẽ thuộc Tây Tứ Trạch nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng với là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều cách hóa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Do hướng nhà này kết hợp với tuổi gia chủ Đinh Mão sinh năm 87 nam mệnh sẽ rơi vào trường hợp thứ ba ta đã bàn luận bên trên là đất được vận nhưng trạch chủ không được tuổi. Đối với trường hợp này, gia chủ vẫn có thể tiến hành xây dựng như bình thường, nhưng cần phải chú ý trong khi xây dựng cần mượn được tuổi hợp với tuổi gia chủ và phù hợp với trạch đất nhà mình để tiến hành đứng ra động thổ, giúp mang lại cát lành, may mắn, vượng khí, cát khí cho căn nhà sắp tiến hành xây dựng của mình. Trong trường hợp này, gia chủ cũng cần chú ý nhiều tới phần kiến trúc và phong thủy trong nhà, cần kết hợp hài hòa để sao cho vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa phù hợp với các tiêu chí về phong thủy, tránh xung sát mang lại cát khí, giúp những người sống trong nhà được bình an, may mắn, tài lộc tấn tới, gia đạo an khang. Cùng với đó, trong khi tiến hành xây dựng, cần sử dụng các phương án chấn hương chặt đất, giúp ấm long vượng địa, mang lại bình an, may mắn, cũng như tài lộc, sức khỏe cho gia đình về cư trú tại đó. Vì vậy, nam mệnh Đinh Mão sinh năm 87 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì phương pháp chấn trạch Phượng Long phù chủ cũng có thể hóa giải. Đối với gia đình theo đường quan vận thì bộ chấn trạch thường được sử dụng trong trường hợp này sẽ là bộ chấn trạch kinh quy chấn sát kỵ hung, hóa giải thị phi, hòa hợp gia đạo. Còn đối với những gia đình kinh doanh buôn bán hoặc xây dựng để tiến hành mở cửa hàng công ty thì bộ chấn trạch được sử dụng sẽ là bộ chấn trạch kim quy, chấn giữ tài lộc, kỵ tà hóa sát, hóa giải thị phi, chiêu thêm tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, đối với những căn nhà đã tiến hành vào ở, tốt nhất gia chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi phong thủy may mắn đã phân tích nằm mảnh tuổi Đinh Mão sinh năm 87 và những điều cần phải biết khi xây nhà năm 2020. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện như đồng thổ, tu tạo, sửa chữa, xem ngày cưới hỏi, cũng như những vấn đề liên quan tới phong thủy, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị, các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tầng môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.